Houthi tấn công tàu chở hàng đang hướng đến Iran. Theo các nhà phân tích, ngày 12 tháng 2, lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công một tàu chở hàng ở Biển Đỏ đang chở ngô đến Iran. Hãng thông tấn Reuters Anh dẫn các nguồn thạo tin cho biết đây dường như là lần đầu tiên Houthi nhắm vào một tàu đang đến Iran kể từ khi lực lượng này bắt đầu tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ từ giữa tháng 11 năm 2023 để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Trung tâm điều hành thương mại Vương quốc Anh UKTMO thuộc quân đội Anh, nơi giám sát vùng biển Trung Đông, đã báo cáo về vụ tấn công và nói rằng vụ việc xảy ra khi tàu Star Iris đang di chuyển về Việt Nam qua eo biển Babes Mandeb ngăn cách Đông Phi với bán đảo Arab. Theo UKTMO, thuyền trưởng của Star Iris thông báo con tàu bị trúng hai tên lửa và bị hư hại nhẹ, nhưng may mắn không có người bị thương. Lực lượng Houthi đã lên tiếng về vụ tấn công, xác nhận mục tiêu là con tàu có tên Star Iris. Người phát ngôn Houthi, ông Yahya Sari tuyên bố trên truyền hình rằng Star Iris là tàu của Mỹ như các nhà theo dõi hàng hải. Con tàu này mang cờ quần đảo Marshall và thuộc sở hữu của Hy Lạp. Theo nhóm phân tích Kepler, tàu Star Iris đang vận chuyển ngô từ Brazil đến Iran. Ông Isan Banu, người đứng đầu bộ phận phân tích nông nghiệp tại Kepler, cho biết tàu Star Iris, giống như mọi tàu chở hàng đến Iran, đã không tránh Biển Đỏ. Có lẽ không sợ các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi. Tàu này đang chở ngô từ Brazil. Với sản lượng dự kiến là 4,5 triệu tấn trong năm nay, ngô từ Brazil chiếm phần lớn lượng nhập khẩu của Iran. Công ty Starbun có trụ sở tại Athens, Hy Lạp là đơn vị quản lý tàu Star Iris. Các quan chức Iran đã không trả lời yêu cầu bình luận. Hoạt động buôn bán lương thực của Iran không chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Thông tin về cuộc tấn công trên xuất hiện sau những ngày không ghi nhận cuộc tấn công nào của Houthi vào các tàu biển.